Mục đích là cái đạo của Ngài phổ biến khắp năm châu. Mà Ngài có câu là ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Như vậy thì ở đây Đức Thầy ước mơ cái đạo của Ngài được phổ biến năm châu. Vì vậy thì đứa trẻ này bây giờ, hiện nay theo tôi biết ở trong nước này bây giờ, cả mấy đức nhân minh tột độ đó đi kiếm giùm cái đứa 5 tuổi mà tự nhiên thuộc kinh điển, rồi ai hỏi trả lời cái vấn đề cái biết này nọ ở đâu, nó chỉ vô đầu. Như cái đầu nó là gì? Ở đây nói chứ tiếng cái đầu là cái não, theo cái vấn đề con người sống thế gian khôn ngoan là do cái não, nhưng nói nhà Phật cái tâm. Ôm ba bà tim lụng dầu mòn, thân bứ đại của người cũng ở thế. Mau thân bệnh tu tăng kéo trời đến tội rồi, mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan gìn giới lực nghe kính trọng Phật. Đến lâm nhung quá lành đau mất cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước, kính thưa quý vị là xa gần có duyên với ba Hùng là trên màn ảnh YouTube trong mấy năm qua, quý vị cũng rất yêu thích cái tiếng nói của tôi và ý tứ giải bài đạo đức cũng phù hợp với cuộc sống xã hội, với cuộc đời của quý vị một phần nào đó mà quý vị rất yêu thích. Cho nên vì vậy mà giờ đây là các em là không ngừng nghỉ, vài bữa là vô nhà tôi. Thì đặc biệt thì coi như ông Thanh Chỉ cho biết là kinh kệ cần lo tiếp tục truyền, tỉnh hồn bá tích dứt sầu miên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ, tìm đến đường về Phật Thánh Tiên. Nên vậy mà tôi thì có cái ý để phổ truyền đạo của Đức Thầy, kinh của Đức Phật và các vị tổ, các vị thánh, nhằm mục đích là dẫn dắt quần sinh trong thời mặt hạ ai cũng đều hiển thánh hiển thần, và ai cũng trở về cảnh giới con người không già không bệnh không chết, không phiền não không khổ đau. Nên vậy mà giờ đây thì tôi đã xuất hiện trên nhiều kênh, nào là trước đây Tấn Dũng rồi Thành Hậu Châu Phú thì Cô Cường hoặc là Văn Hiếu, gần đây Hà Văn Vàng hoặc là Thành Bổn Quốc Tạo, kinh của tôi thì Ba Hùng Núi Sập và cái vấn đề Đạt Miền Quê. Tất cả các kênh em nào tới tôi đều tôi là xin quay, là tôi rất là mừng là có cái cơ hội để phổ truyền chánh đạo của Đức Phật, Đức Thầy phổ truyền trong nhân loại, mà Đức Thầy cho biết soi từ đài cát xá liều cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân. Nên vậy mà gần đây thì coi như xuất hiện một đứa bé Tường Lam, mà hôm nay tôi đỉnh chánh với quý vị, nếu ai có lên mạng tiếp tục thì quý vị để đứa trẻ này là 5 tuổi 10 tháng hoặc là nói 6 tuổi. Chứ quý vị mà nói 4 tuổi á, tụ nghiệp cho cái vấn đề quan cho đứa trẻ nhỏ quá, nó không thể có một cái bộ não để có một cái sự khôn ngoan hoặc trí tuệ trong cái trường Phật giáo. Không biết đuổi đầu tiên do cái sự độc lạ Bình Dương cùng gia đình là bàn bạc như thế nào mà đặt cái trên cái nền là trước đây là 4 tuổi. Nhưng cách đây vài hôm coi cái clip người cha của bé Tường Lam kể rất chính xác, nói với bà vợ và nói như chú độc lạ Bình Dương. Nếu mình nói sai sự thật, nói chung là sau này người ta cũng vẫn biết, mà đôi khi người ta bình luận về không tốt về gia đình mình hoặc đứa trẻ. Nên vậy mà chú chồng đó nói là sinh vào tháng 2 năm 18. Như vậy thì 5 năm sau là năm 23. Là tháng 2 năm 23 là 5 tuổi, còn dư lại 10 tháng. Nên vậy mà đứa trẻ là 5 tuổi 10 tháng,
Nếu trường hợp mà kêu theo tuổi ta nó là 6 tuổi á. Vì vậy mà quý vị mình, nếu trường hợp chúng ta là quay một vị hiền tăng, là nữ nam không biết, nhưng mà hôm trước tôi cho là thánh tăng nhưng chưa đúng. Thánh tăng là siêu phàm xuất chúng, tề thiên đại thánh rồi đó. Rồi cái vấn đề là ông Thanh Sĩ, hay là cái vấn đề Maha Ca Diếp, hoặc là A Nan Mục Kiền Liên đồ mới liệt vào cái hàng thánh tăng. Vậy thì hôm nay tôi gọi đứa cháu này là hiền tăng, tức là kiếp trước đã tu rồi, đầu sanh trở lại tu tiếp. Nên vậy mà ở đây tôi thiết nghĩ rằng cái vấn đề hiện nay, về vấn đề thế giới này đang trong cái tình trạng, tình cảnh nói chung là rất là cực kỳ khổ đau và nguy hiểm. Vì vậy mà cần có một vị là thánh nhân, một vị Phật, một vị là coi như là Bồ Tát ra đời để giải khổ cho trần gian này, bớt đi cái nước mắt là đang rỉ rả ở trong mỗi con người chúng ta. Thì kính thưa quý vị, vậy thì giờ đây theo cái hiện tình của cái vấn đề thế giới, năm nay còn không đầy tháng mấy ngày nữa là qua cái Tết năm Thìn, nhưng mà quý vị mình nhìn cái quang cảnh trời u ám, hai nữa là nhà nào cũng tiêu điều vắng vẻ, không được là vui tươi nồng nhiệt như những cách đây một hai chục năm về trước. Là tại sao vậy? Là bởi vì các nước cường quốc trên thế giới xưa nay là mấy anh này có đủ cái điều kiện, tức là trong hàng quốc hội là những người thông minh đỉnh ngộ sáng suốt, đôi khi học thách sánh hiền, nên vậy mà có cái lối là cai trị nước và dẫn dắt những nước đàn em trên thế giới đi đến cái chỗ là phồn vinh, cơm no ấm áo. Nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp Việt Nam chúng ta không có ảnh hưởng về vấn đề Pháp, thì làm sao có những cây cầu bây giờ đi qua Việt Nam chúng ta đô hộ trong cái thời đó, nhưng mà còn để lại những kỷ niệm, như là trường hợp ở Linh Thiên tôi đây có cái chùa, có cái nhà thờ Thiên Chúa cách đây 70 năm cũng còn đứng sững giữa trời. Hai nữa là những cây cầu hoàng diệu là xây dựng hồi trào Pháp năm nay 70-80 năm, nhưng giờ đây cũng vẫn còn đi bình thường. Như vậy thì cầu số 2 Zero ở dưới đường Cái Sắn, tuy là bên Pháp điện qua là cây cầu nó quá tuổi, vì Việt Nam đừng sử dụng, nhưng mà cây cầu vẫn còn bình yên. Theo thiết nghĩ nếu xe chạy trên đó nó cũng vẫn bình thường. Nên vậy mà nếu không có nước Pháp thì chúng ta không có cái vấn đề ảnh hưởng cái nền văn minh của Pháp, thì chúng ta không có xe đò để đi, chúng ta không có phi cơ để đi, chúng ta không có cái vấn đề máy vi tính để xài. Cho nên vậy mà chúng ta cũng ảnh hưởng về vấn đề các nước cường quốc trên thế giới. Do anh ta thông minh sáng suốt, có đủ điều kiện phát triển hơn những nước châu Á. Nên vậy mà trước đây hồi Tào Ngô Đình Diệm năm 45, đất nước Việt Nam chúng ta còn thôi thai, chậm gì chậm củi, nhưng bên Pháp nó có lò ga, ở bên đây đốt đèn dầu cá, nhưng bên kia nó có đèn điện. Bên đây là mình là coi như là có đốt dầu cá, nhưng bển là có xăng và có xe chạy, cho nên vậy mà ảnh hưởng các nước cường quốc trên thế giới. Vì vậy mà chúng ta có một cuộc sống phát triển để đà đưa cái châu Á chúng ta lên là phát triển lần lần như các nước châu Âu, như là những biệt thự, những nhà hàng, những xe du lịch đắt tiền, những cái là coi như là điều kiện là công nghệ máy vi tính truyền hình phẳng rồi. Cho nên vậy mà chúng ta có một cuộc sống là phát triển, dân chúng rất mừng và bình yên. Nhưng hiện nay giờ đây thì các nước cường quốc trên thế giới do cái sự mà chế biến ra, nào là cái vấn đề phi cơ, tàu lặn, rồi xe tàu bóng bẫy, nhà hàng, rồi trong đó có cái vấn đề gái chân dài, hoa hậu. Vì vậy mà nó làm cho con người du thú trần gian đầy những sự sung sướng. Nào là danh cao như tổng thống, chủ tịch, rồi vua, như trường hợp Bảo Đại, tổng thống Thiệu. Rồi cái vấn đề là Tần Thủy Hoàng, vua trụ bên Trung Quốc. Vì vậy mà do cái vấn đề
các vị lãnh tụ là muốn cho mình có chức cao để chi vậy? Chức cao để mà có lợi nhiều. Là bởi vì khi làm tổng thống thì nói chung trong quốc gia mình bất cứ một cái sở hữu ở trong nước mà nơi nào nó như màu mỡ nhất, mà nếu chúng ta muốn cần thì coi như chỗ đó của ta. Còn tất cả những món ngon vật lạ trong trần gian ở trong lãnh thổ quốc gia thì món ngon nào ở trong quốc gia đó chúng ta cũng có thể là ăn được hết. Và tất cả những cô gái chân dài ở trong đất nước của chúng ta, nếu trường hợp chúng ta cần đụng chạm đến cái thể xác của người đó, chúng ta vẫn có quyền. Cho nên vì vậy mà trên thế giới này người ta đua với nhau để có một cái danh. Đây chi vậy? Là cái danh lớn thì tất cả cái lợi mới về mình. Cũng như trường hợp làm tổng thống thì cả nước. Còn cái vấn đề làm tướng dùng như hồi trước có Nguyễn Khoa Nam hay là những cái tướng lãnh ở vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 á, thì coi như là trời con của một vùng. Còn nếu làm tỉnh, là ủy ban tỉnh hay là hồi trước thì cái vấn đề tỉnh trưởng này, tỉnh trưởng kia, quận này, quận kia, là coi như chúng ta quyền hạn trong một khu vực đó, thì tất cả những cái gì sở hữu trong tỉnh, trong huyện, trong khu quân khu á, thì chúng ta đều sở hữu, ta cầm quyền. Cho nên vì thế con người sống trong địa vị cao sang, rồi cái vấn đề ăn uống quy hoàng, gái chân dài hầu hạ trong đêm, nên vậy mà những cái đó nó làm cho con người say mê đắm đuối những cái vật chất của trần gian này, là họ muốn bảo thủ cho cái chức vua, tổng thống, chủ tịch nước của mình được bảo vệ lâu dài, thì phải có một cái sự đấu tranh. Đấu tranh để bảo vệ cái danh và cái lợi cái tình, cho nên mới sinh ra cái vấn đề giặc giả chiến tranh. Nên vậy mà từ ngày tháng 2 là năm 22, sau khi mà Nga phát động đánh Ukraine tới nay, là nó làm cho ảnh hưởng toàn cầu trên thế giới, là sụt giảm kinh tế nửa toàn cầu. Là tại sao vậy? Là bởi vì cường quốc là giống như là đàn anh trong nhà, cha mẹ sinh ra năm anh em, mà chưa thứ hai thì lớn con khôn ngoan, cha mẹ chia của, thì đi làm ăn chỗ này chỗ nọ để mà mở mang cái kinh tế phát triển, để lại tiếp cha, để ra riêng cho thằng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vì vậy mà thằng thứ hai bây giờ nó không có làm ăn kinh tế, nó không có phát triển về đời sống hàng ngày cho gia đình được, cho nên giàu sang phú quý, mà bây giờ nó đánh lộn với thằng em. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ coi, ông già sanh ra 7 thằng con mà bây giờ anh nó đánh lộn với thằng em. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ kinh tế phát triển trong gia đình phát triển không quý vị? Vài ba năm sau nó ông già có cái tài sản lớn để chia cho con hay không? Như vậy thì trên thế giới này các cường quốc nó cũng giống như anh em với nhau, là Mỹ, Pháp, Đức, Anh rồi này kia đó. Vì vậy mà bây giờ á là nó đánh lộn với nhau. Cho nên vì vậy mà thằng Nga nó quýnh đồng Nga thì Mỹ và cả cái khối NATO gần 30 nước là giàu nhất cái hành tinh trái đất của chúng ta, mà giờ đây tập trung với thằng Mỹ để mà viện trợ vô Nga, mà Mỹ đứng đầu. Cho nên cái nền kinh tế của Mỹ bây giờ sa sút cạn kiệt, ngân sách quốc gia bây giờ nó đi tiêu hao, quốc hội có bàn tán là không có viện trợ Ukraine nữa. Trong khi đó chiến tranh chưa ngừng mà nó đang bốc cháy giống như ngọn lửa. Và giờ đây Israel như Hamas, Palestine, thì Israel là con ruột của Mỹ, cho nên Mỹ dồn tất cả những tài nguyên khí giới tối tân để qua ủng hộ Israel. Vì vậy mà trái đất do chiến tranh của Nga Ukraine là làm cho nửa địa cầu nghèo đói lang thang, mà giờ đây thì Israel với Palestine nó sẽ làm cho cái vấn đề toàn cầu bị đói nghèo đến giai đoạn khủng khiếp hơn. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây trái đất của chúng ta hiện nay về vấn đề cái Tết này, nếu trường hợp như những 10 năm, 20 năm về trước, nếu cái Tết này thì coi như con em ở nước ngoài có chồng gả Việt Kiều Mỹ mới gửi về bao nhiêu ngàn, chục ngàn đô để sửa sang nhà cửa, sắm đồ Tết nhất, bánh trái, bông hoa. Còn cái vấn đề nếu trường hợp quý vị mình gả con Đài Loan, Hàn Quốc thì nó dở về từ vài ngàn tới mấy chục ngàn để cất nhà, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị ăn Tết.
Thì năm nay bây giờ vấn đề bên Mỹ nó có chiếu những cái YouTube là coi như bên kia cũng những cái nơi làm ăn phát triển giờ đây nó cũng vắng người. Vậy thì Đài Loan, Hàn Quốc giờ đây nó cũng bị vắng người. Vì vậy mà số tiền mà con mình gửi về trong những năm trước giờ đây nó giảm sút từ 50% đến 70%, làm cho cái cảnh sống nghèo đói ở đất nước của chúng ta giờ đây nó càng lan rộng. Đó là tôi nói những thành phần trước đây là coi như ngon lành, còn những hạng người nói chung là ở Bình Dương, Sài Gòn và Hồ Chí Minh. Rồi trước đây con em làm tăng ca gần Tết này chuẩn bị số tiền về em nào ít nhất cũng 30 triệu, 50 triệu đến 100 triệu để về trang trải, mua đất thêm, sửa sang nhà cửa, rồi tặng cho bà nội bà ngoại nuôi cháu mình, rồi sửa sang nhà cửa, mua quà Tết để chuẩn bị cho cái Tết huy hoàng như ông bà chúng ta ngày xưa. Tuy làm ruộng bùa nhưng mà tới mùa thì coi như để cà lan đó về quết bánh phồng, bánh tét, bánh inh đủ thủ loại, vui chơi trong 7 ngày rồi bắt đầu tiếp tục mới làm ăn. Như vậy thì hiện tình của đất nước hiện nay vì vấn đề con người đang đi đến cái giai đoạn là sa sút nghèo đói khủng khiếp, nên bây giờ có những gia đình tôi thiết nghĩ rằng có những em YouTube hôm trước quay cái cô mà nhậu tối ngày rồi chồng chết, kéo mấy tình nhân về nhậu rồi ngủ ngay cái xác của chồng chưa liệm luôn, rồi xong rồi bỏ con đi lang thang, rồi đi con ở lại giữa đứa gái 15 tuổi cộng với hai đứa em. Thì YouTube tôi hỏi gì cho con làm gì sống, nó lột một điều bữa đâu cái 20-30 ngàn, rồi hỏi sao mấy con sao sống, nó có bữa nhịn đói chú ơi, làm tình lễ coi thi tôi nhịn đói 3-4 ngày. Hỏi sao nhịn đói là bị gì, không có tiền rồi xung quanh không ai để ý, rồi đôi khi con với hai đứa nhỏ là ăn cháo vài ba ngày. Hôm trước thì YouTube Châu Phú cái Tín Dũng gì quay cái chú nào ở trên chợ Ba Chúc á đi bán vé số rồi lỗ lã bị người ta giật này nọ, thiếu cái chủ thầu chỉ có 4 triệu thôi, mà anh ta rầu rĩ cuối cùng là tìm con đường thắt cổ tự dần chết tại chợ Ba Chúc, rồi nửa đêm mới điện cho bà già với con vợ tới để mang xác về. Như vậy thì cái tình cảnh hiện nay tôi thấy rằng nếu trường hợp YouTube mà ông không đi quay đó, bây giờ hàng vạn những con người giờ đây là họ lâm vào cái cảnh là vợ chồng 3-4 đứa con mà Bình Dương thất nghiệp mấy tháng nay hoặc một năm nay tiền làm không ra, rồi cái cảnh sống rất đảo điên vô cùng khủng khiếp luôn. Nên vậy mà tôi thiết nghĩ rằng trong cái giai đoạn này là có một vị thánh nhân nào ra đời để làm cho thế giới hòa bình, để làm cho kinh tế này là các nước cường quốc và cộng với năm châu trên thế giới này phát triển. Như vậy thì ai cũng đua nhau để làm sao nước mình giàu thêm lên, nước mình có công ăn chuyện làm, từ dân ở nước mình, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp thì khá một tháng mấy chục ngàn đô, rồi đôi khi các nước châu Á nghèo như Việt Nam qua bển miễn làm sao một tháng này được vài 30 triệu đó, tính ra là coi như có 1.500 đô thôi để gửi về Việt Nam thì chúng ta cũng có một cuộc sống bình yên an ủi cuộc đời. Nhưng mà giờ đây tình cảnh thế giới là nó đang bùng cháy diễn về chiến tranh châu Âu giữa Nga và NATO, hai nữa là Israel và Palestine, đã làm cho cái khu Trung Đông bây giờ các nước là dậy sóng, gần mười mấy nước căm thù cái thằng Israel do Mỹ viện trợ khí giới quá tấu tân đi giết cái thằng Hamas. Nhưng mà Hamas bây giờ nó nằm ở trong dân, mà giết Hamas tức là giết dân, mà giết dân tức là dân Palestine, nên vậy mà nó gây cái cảnh chiến tranh xáo trộn toàn cầu, làm cho trái đất chúng ta hiện giờ coi như lâm vào cảnh là chết chưa chôn. Nên Đức Thầy đã thổ lộ với mình là tuần đời như pháo trăm ngồi, hoặc là chốn ta bà tìm lụng dầu mòn thân bứ đại của người cũng thế, mau thân tịnh tu tăng kéo trời đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan gìn giới lực nghe kính trọng Phật
đến lâm nhung quá lành đau mất cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Đó là diễn ảnh của chiến tranh làm cho thế giới chúng ta bây giờ lâm vào cảnh nghèo đói. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái bệnh dịch đang trở lại trên toàn cầu, là Trung Quốc bây giờ là nhiễm, nói chung số lượng là Trung Quốc hay giấu, nó không có thông báo số lượng khủng khiếp ở trong nước Trung Quốc như thế nào. Rồi đến nỗi Mỹ 50 tiểu bang mà nó có gần 40 tiểu bang, rồi Ấn Độ, rồi tất cả các nước khác thì bang đang bị nhiễm dịch Covid trở lại, mà Covid kỳ này nguy hiểm hơn. Nên vậy quý vị mình đang sống vì chiến tranh làm cho con em mình không có làm ăn được, lâm vào cảnh ngồi đói, nhà nào cũng bơ phờ, lạnh lẽo, u buồn trong cái ngày Tết sắp đến đây. Mà bên cạnh đó lại gây vấn đề bệnh dịch. Đói nghèo chúng ta là coi như còn xương dưới da như Châu Phi á, nằm lăn lóc ngoài đường những đứa trẻ nhưng mà còn thở thì đỡ. Nhưng mà có cái bệnh dịch á, nó trở lại giống như cái thời mà năm rồi quý vị mình bị cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh á, thiêu một ngày vài chục người, vài trăm người đó. Như vậy đó là đau thương vô cùng, và cái đó nó sắp diễn ảnh trở lại. Cái thứ ba đó là bây giờ quý vị mình thử nghĩ, từ xưa đến giờ cái ông nông nghiệp là không bao giờ lời một con đất từ 3 triệu tới 5 triệu, không bao giờ một ký lúa ngoài đồng 10 ngàn, 9 ngàn. Mà giờ đây là gạo 20 ngàn, mà trong khi nó thất nghiệp, không có cơ sở làm ăn. Mà một ngày vậy ăn một ký gạo, 2 ký gạo tiền đồ ăn, vì gia đình túng thiếu coi như lúc này điêu đứng đảo điên. Nên vậy mà hôm nay trên màn ảnh lại xuất hiện ở trên đất nước của chúng ta đây, và cả toàn cầu, đứa bé Tường Lam là tôi nói cho trùng trùng đó, đáng lý tôi nói 6 tuổi á, nhưng giờ đây tôi nói cửa giữa là 5 tuổi, là xuất hiện bé Tường Lam 5 tuổi với gương mặt, nói chung là nếu nói về vấn đề người có tu á, thì một gương mặt là ẩn hiện và hiền tăng thánh thánh chúng, là cái gương mặt này nhìn nó tự nhiên, nó có hồn nhiên về vấn đề đạo đức, gồm cái mặt cũng giống như là tu tập hồi nhiều đời, nằm trong cái thiền định là vắng lặng cõi lòng và không còn phiền não sân si, và thuộc vào các cái kinh điển của Phật để thông con đường đi đến chỗ giải thoát. Nên có câu là thánh hiền cho biết là nhân chi chung sức tình tại ngoại, có nghĩa là cái tướng ở bên ngoài nó biểu hiện cái đức độ ở bên trong. Cho nên vậy người tu đó, ta nhìn cái người đề đạm, ta biết tu bao nhiêu năm và người đó có lòng từ như thế nào. Vì vậy mà ta gọi là có phúc hậu. Vì vậy mà đứa trẻ này, cả toàn thế giới khi quý vị nhìn đứa trẻ này, ai cũng có một cái sự thân quan, có một cái niềm mến triếu, có một sự yêu thương. Chẳng qua là kiếp trước em là đang tu theo Phật, tụng kinh cho mình giải thoát, tụng kinh cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giải đắc đạo quả, và làm các việc thiện từ lợi cho nhân loại hồi sinh. Nên vậy mà khi xuất hiện trên màn ảnh, mấy năm nay em không xuất hiện, khi xuất hiện, cháu xuất hiện, thì được cái sự cảm tình trên toàn thế giới. Như vậy thì ở đây, đối với nhà Phật á, thường hay có cái vấn đề phước huệ song tu với đồng năng bỉ ngạn, là trí huệ thông minh cước thọ bần. Cái người mà chuyên về tu tịnh á, để cho cõi lòng mình vắng lặng đi đến chỗ thanh tịnh nhập định để mà chứng quả Như Lai á, mà gọi là tu thiền, tu huệ. Mà cái người đó không có vấn đề làm thuốc thầy thuốc trị bệnh, không đắp đường bồi lộ, không cho gạo thiên hạ, rồi không giúp đời, nói chung là không giúp đời đi. Người đó đi tới đâu mặc cộng từ đường, ngồi đâu tu, không có gạo cơm ăn, thiếu thốn đủ điều luôn. Bởi vì người ta không nghĩ rằng, bà con nghĩ rằng mình tu là người ta thương mình, ta mến mình, cho mình. Nhưng mà cái nhân mình không gieo là đâu có hưởng. Bây giờ quý vị mình thử nghĩ coi, cái ông vua đó, chẳng qua kiếp trước là ông làm cái ông làm phước, nổi tiếng trong nước luôn, ở đâu ông cũng giúp đó. Cho nên hôm nay ông lên ông làm vua rồi, cả thần dân là phải giúp phát, là phải nghe ông, phải giúp đỡ ông.
tất cả những nguồn lợi trong đất nước. Ông muốn lấy giờ nào lấy, muốn sử dụng cỡ nào sử. Chẳng qua là kiếp trước ông đã là gieo cái nhân lành rồi. Cho nên ông Thanh Chỉ có câu là: bởi kiếp trước hồ bao bố thấy, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sẻn tham gian, kiếp sau đôi có nghèo hèn bả tơ. Như vậy thì giờ đây quý vị mình muốn có cái nhân mà sao mà mình đầy đủ vật chất á, thì quý vị phải làm phước. Là bởi vì quý vị mình cho gạo, cho thuốc, ai khổ đau quý vị giúp đỡ, tràn lan trong nước đi. Quý vị mình sau này khi quý vị đầu sanh lên, cả nước lo cho quý vị. Là bởi vì cái này nhân quả là nghiêm minh của lực trời. Quý vị giúp người ta giúp lợi, cái này lẽ này dĩ nhiên rồi. Còn quý vị sống trong đời, quý vị hại người ta, quý vị chửi người ta, quý vị là coi như tìm mọi cách để hại đời, thì quý vị ra đời lớn lên thì bệnh hoạn, tướng xấu xí, mặt mày méo mó, đi đâu ai cũng ghét hết. Bởi vì kiếp trước quý vị ghét người ta, hại người ta, nên vậy kiếp này quý vị ra đời là bị vậy, là đó lực nhân quả của trời đất. Vì vậy mà hôm nay về vấn đề trong nhà Phật thường khuyên chúng ta là phước huệ song tu mới đồng tăng bỉ ngạn. Có nghĩa là tu trí huệ nhưng phải có biết làm phước, chúng ta mới có cái nhân, mới có cái quả để hưởng. Vì vậy mà đứa trẻ này, tôi thiết nghĩ rằng kiếp trước nó có làm phước à, nên vậy mà nó có 5 tuổi mở miệng ra về vấn đề bà ngoại này, bác sĩ chạy đó, thì nói như mẹ của ông Đường Lâm: mẹ đừng có lo, bây giờ mẹ nghe con ăn chay cúng lại sám hối rồi cầu nguyện rồi bố thí tấn gạo bà ngoại hết à. Vậy thì bây giờ là cái bà mẹ của Tường Lâm quá sợ bà mẹ mình chết đi, bà ngoại của đứa trẻ này đây nghe lời đứa nhỏ này làm thử à. Nên làm y vậy thì bà coi như qua cơn bệnh hoạn. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ coi, đứa trẻ này mới có 5 tuổi à, mà mở miệng ra là cái vấn đề chú độc lạ Bình Dương đó. Nói chú sống 87 tuổi với trên trán có cái hoa sen vậy đó. Như vậy thì bây giờ là cuối cùng rồi á, em xác định với chú độc lạ Bình Dương đó, chú muốn xuống vai, chú phải ăn chay trường, chú phải tụng kinh, chú phải hồi hướng bố thí, chú phải niệm Phật, chú làm tấn gạo. Mà na luôn luôn lúc nào nó cũng nói ngàn ký gạo chứ. Như vậy thì quý vị mình, đứa trẻ này kiếp trước mà nếu trường hợp không phải là những dạy chân tu đã từng tu huệ trong cái chương trình thông kinh điển rồi, còn phải chẳng bằng bố thí, nên vậy mà đời này ra đời mới 5 tuổi thuộc chú đại bi rồi, chú vãng sanh rồi, chú lăng nghiêm, chú địa tạng rồi, vấn đề như thuộc bài giảng cúng của nước thầy. Nên vậy mà cái này là kiếp trước đã chuyên tu huệ rồi, kinh điển nhà Phật phải học. Nên từ chỗ đó mà ông Thanh Sĩ có câu là: tu phải học là điều trước hết, học phải hành là việc đầu tiên. Như vậy thì quý vị mình học học, không học quý vị mình biết đâu là được làm. Như vậy thì hôm nay về vấn đề độc lạ Bình Dương hỏi gần cháu Tường Lam nhiều lần: con có coi YouTube không? Con có coi trên mạng không? Con có được sự mẹ dạy không? Mà con biết bài cúng, con thuộc bài chú. Như vậy thì nó chỉ vô trong cái đầu nó, ở cái trong cái đầu tôi nó sẵn có. Như vậy thì ở đây sẵn có quý vị mình bây giờ bao nhiêu triệu đứa trẻ trên thế giới này, quý vị mình tìm lại vài đứa như bé Tường Lam thì quý vị tìm giùm tôi coi, bên Pháp, bên Mỹ, Anh, Đức, Nhân Minh, Tột Độ đó, đi kiếm giùm cái đứa 5 tuổi mà tự nhiên thuộc kinh điển, rồi ai hỏi trả lời cái vấn đề cái biết này nè, ở đâu nó chỉ vô đầu. Như cái đầu nó là gì? Ở đây nói chứ tiếng cái đầu là cái não, theo cái vấn đề con người sống thế gian khôn ngoan là do cái não, nhưng nói nhà Phật cái tâm nó rõ hơn về cái hồn. Kiếp trước nó đã đi vào ở trong cái lãnh vực là cái tâm địa hàng ngày, sống trong giới lực của nhà Phật, sống trong kinh điển của nhà Phật, sống trong tham thiền nhập định của nhà Phật. Nên vậy mà đứa cháu nó đã sống trong cái đó, nó học hỏi những cái đó và nó đeo đuổi những cái đó. Và trong cuộc đời tu đó, kiếp trước đó, em cháu nó đã có từng làm việc thiện giúp đời. Cho nên hôm nay những cái mà kiếp trước đó là nó sẵn có trong cái tâm
là bên đạo Phật gọi là cái A Lại Giải Thức, hay là A Lại Gia Thức, có nghĩa là cái thức thứ sáu đó, là tất cả những cái gì trong cuộc đời chúng ta mà ghi nhớ nó không bao giờ quên, dầu chúng ta có sinh ra trăm là ngàn kiếp nó cái đó không quên, dân gọi là A Lại Gia Thức, là cái thức thứ sáu. Như vậy thì hôm nay em nó ra đời chỉ có cháu mới có 5 tuổi mà nhớ kinh điển nhà Phật, nhớ cái vấn đề công việc từ thiện phải làm. Nên vậy mà hôm nay giờ đây quý vị trên toàn thế giới, quý vị đang chú tâm về đứa trẻ này. Một là nó có cái tướng đẹp, cái tướng đẹp theo cái đẹp của nó đó, là bây giờ theo tôi biết vì vấn đề đời, bán nhỏ này mấy tỷ, đứa cháu mấy tỷ cũng mua đó, nó nuôi lớn. Là cái vấn đề đó là có thể làm dâu, làm dâu cho mình. Như vậy thì quý vị mình nếu đời bán mấy tỷ cũng mua, còn nói với đạo đó thì mấy tỷ cũng mua, là bởi vì đứa nhỏ này nó có cái phúc hậu, lớn lên có thể là hiếu hạnh như mẹ cha và làm để cho đồng bào xã hội. Cho nên vì vậy mà bây giờ nhìn cái tướng hảo là quý vị mình ai cũng có cảm tình. Như vậy thì cái đó nó đã ăn khách 40% rồi. Vì vậy mà quý vị mình nếu bây giờ có một cái hổng gà YouTube, nó cũng đi lục lạo mấy đứa trẻ 5-6 tuổi lên đưa lên nhóc hết trơn luôn. Có đứa trẻ kinh 13 nó cũng thuộc kinh điển bán rau đó. Hôm trước có giới thiệu Việt Kiều về nhà tôi đây, nó có xuống đây. Nhưng mà tôi thấy tướng này thì nói chung là lấp chấp rồi, vấn đề kinh điển thuộc ít gì đó thôi. Nhưng mà cái gương mặt, cái lời nói không có thể thu hút quần chúng là 10% đứa trẻ này đâu. Nên vậy mà hôm nay giờ đây tôi thiết nghĩ rằng quý vị mình đang nhìn đứa trẻ có một cái sắc nét là nó ăn khách 40%, có tình cảm như mình. Mày cái ăn khách nữa là kinh điển nó thuộc, mà tại sao vấn đề người biết đạo lại quý đứa trẻ này biết kinh điển, là bị Đức Thích Ca Mâu Ni ngài khi đắc đạo là ngài nói ra cái vấn đề pháp để dạy các chư tăng, mà đều đắc đạo như ngài, như Ma Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nan, Xá Lợi Phất, cũng nhờ pháp của ngài tuôn ra mà các vị ấy chứng quả thánh Bồ Tát Viên Giác, rồi lần nữa cũng thành Phật như ngài. Cho nên pháp là một cái vấn đề tối quan trọng đối với người biết tu. Pháp là la bàn chỉ hướng, pháp là nước suối cam lồ, pháp là một con đường đi đến chỗ trường sanh bất tử. Nên vậy mà hôm nay em lại thông kinh thông chú, là cái này thông kinh thông chú thì hiện nay có ngàn thẻ triệu các vị tăng ở trên thế giới, nhất là thiền viện Trúc Lâm, rồi cái vấn đề thường chiếu ở ngoài Vũng Tàu, các sinh viên đại học vô đó hàng ngàn người luôn. Tôi học năm nay theo tôi ghé mỗi một lần đó, cái cảnh thanh nhàn tịnh tịnh, rồi cả ngàn các bậc trí thức học kinh điển nhà Phật, nói chung mấy chục năm qua từ Việt Nam qua Thái Lan, Ấn Độ, mà các vị ấy là cũng ăn nằm trong Phật pháp một cách nói chung là rất là thông thạo. Nhưng mà các bậc đó bây giờ nếu có YouTube quay lên thì quý vị cũng đâu có quan tâm gì đó, bởi vì cái tướng già rồi quý vị học biết là bình thường. Còn cái vấn đề đứa trẻ này cái tướng nó đẹp lạ lùng mà tự không học mà biết, cái này mới siêu phàm. Vì vậy mà hiện nay vấn đề em trẻ này được cái sự tín nhiệm của quần chúng một cách rộng rãi ở trên hoàn cầu khủng khiếp luôn. Nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì tôi thiết nghĩ rằng trong cái rủi mai nó có cái rủi, trong cái là coi như là sướng nó có cái khổ đau, trong cái mà hạnh phúc nó mầm mắm cái chứa sự đau khổ. Nên vậy mà em bé này nếu trường hợp hiền tăng trở lại thì nói chung là cái em YouTube đó, đọc bà Bình Dương không nên độc quyền. Đứa trẻ này bây giờ không có YouTube nào lại gần đứa trẻ này được đâu, là bởi vì đọc lạ Bình Dương là gọi là độc quyền. Chi vậy? Bởi vì lên clip đứa trẻ này suốt đây vài tháng tới là tiền tỷ vô túi tỉnh bơ luôn. Là bởi vì ở bên đời người ta hay nói câu like đó, khuyêu rồi đó. Vì vậy thì cái vấn đề cái số người coi khủng khiếp lắm.
Vì vậy thì em này đó là dành riêng hiền tăng để cho mình, không phải vì muốn truyền bá Phật pháp để cho người ta tu, mà mục đích là 70% là cái vấn đề phổ biến cho quần chúng biết một vị hiền tăng xuất hiện, nhưng mà trong đó ẩn chứa lợi danh trong đó 70%. Nên vậy mà cái này đó là nó mang cái hại cho đứa trẻ là bị sao vậy? Là bởi vì đứa trẻ này nếu trường hợp dưng lĩnh trời Phật giáng lâm ở cõi hạ quân này, muốn cho toàn thế giới người ta hiểu được Phật pháp để tu hành, mà cái này mình độc quyền độc đoán giữ giữ vỏ này không có ai lại gần được đâu, theo tôi biết là phong đồng với đứa nhỏ với gia đình, cho nên bây giờ tạo thêm cái kinh cho riêng cho cái vấn đề gia đình để chi vậy, để tạo cái nguồn lợi cho gia đình để nghe lời chú này là 100% luôn. Là bây giờ tôi quay đứa em này, tôi có tiền, mà bây giờ tôi tạo cái kinh cho gia đình có tiền, nên vậy mà có tiền và chú được Đạo Bình Dương này nói nghe, mà cái hậu quả mà độc quyền nghe á, tức là đôi khi làm phiền là không theo ý của trời Phật, là bởi vì đức thầy á lâm phàm với mục đích là cái đạo của ngài phổ biến khắp năm châu, mà ngài có câu là ước mơ thế giới lân hòa hảo nhà Phật con tiên hé miệng cười. Như vậy thì ở đây đức thầy ước mơ cái đạo của ngài được phổ biến năm châu. Vì vậy thì đứa trẻ này bây giờ hiện nay theo tôi biết ở trong nước này bây giờ cả mấy ngàn cái YouTube luôn. Như vậy thì cho mấy cái ngàn cái YouTube này phổ biến vị hiền tăng xuất hiện ra đời trong thời mặt nạ để khuyến tấn người ta tu hành, cho nên cái phước biết bao lớn. Cái thứ hai á là chú này không phải là một vị là tu hành ở trong cái Phật giáo giống như Thích Đức Nhận hay là ông là Sư Nhàn hay là cái vấn đề Thích Tinh Từ hay là Thích Trí Tịnh hay là cái vấn đề tất cả các vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam á, và người ta không thâm thạo như đứa trẻ, ngay như người ta ăn nằm trong Phật pháp có người 50 năm, có người 70 năm, người ta từng học kinh điển, ta từng dưỡng giới lực nghiêm minh, ta từng hành đạo ngồi thiền 1 năm tới 30 năm. Như vậy thì những cái vị này đã đáng lý ra gặp bé Tường Lam để chi vậy? Những cái nào mà Tường Lam đã học kiếp trước mà hay hơn các vị thiền này đó, người ta sẽ âm thầm lặng lẽ học bé Tường Lam. Và những cái nào mà Tường Lam còn thiếu sót thì các vị thiền sư này, các vị cao tăng đó, người ta sẽ hỗ trợ về vấn đề cuộc đời của đứa cháu. Chứ quý vị mình thử nghĩ trên đời này, nếu như trường hợp A Nan đó là ngày xưa là coi như kêu là thị giả, 49 năm Đức Phật truyền đạo nói ra câu nào A Nan cũng nhớ hết, và coi như những cái ý tứ mà đồ chúng mà muốn hỏi Đức Phật đó A Nan biết hết, đại diện cho đồ chúng hỏi hết. Nên vậy mà cuối cùng là A Nan mà khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, 499 vị kết nạp đợi đặng mà viết lại kinh tạng của nhà Phật để lại đời sau, thì xét lại A Nan là coi như không đủ chứng thánh, cho nên đuổi ra khỏi tăng đoàn. Bị vì ngạo mạn, học rộng nghe nhiều, thông minh bác lãm, nên vậy mà không có tu chứng, cho nên vậy mà đuổi ra khỏi tăng đoàn. Vì vậy thì A Nan đó mới vô trong rừng, mới ngồi kiểm bệnh bại. Nếu không chứng quả thánh mà 499 vị này không cho vô nhập tăng đoàn để kiết tập kinh điển để lại đời sau thì coi như chết sướng hơn. Vì vậy mà A Nan vô trong rừng ngồi mới hối hận, mới nhìn lại, rồi mới là sám hối, rồi mới quay lại bên trong, là không còn một cái niệm là cống cao ngã mạn, tự đây ta khôn ngoan hay biết, mà ta là phải thanh tịnh, ta phải vắng lặng, ta và mọi người là một, mà hiện nay ta được sáng suốt là nhờ gần Phật sớm, còn những người chưa sáng suốt là những người chưa gần Phật thôi. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngài nói ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Nên vậy mà hôm nay diễn bài bé Đường Lam này so lại với A Nan là coi như là bãi sa mạc với hồ cát,
Như vậy thì cái thông minh sáng suốt của đứa trẻ này có thể đi đến cái chỗ là đắc đạo giống như Phật Thích Ca không? Và đắc Bồ Tát giống như ông Thanh Sĩ qua đất Nhật học lớp 3 trường đoàn mà làm giáo sư trường đại học. Hay là bà như ông Thanh Sĩ viết ra quyển Hiển Đạo và viết ra Lá Thơ Đông Kinh. Tất cả cái gì dưới đất trên trời cả Ngài nói hết. Tất cả các pháp tu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà để lại trong tam tàng giáo điển mà ai không hiểu, Ngài giải nghĩa hết. Như vậy thì quý vị mình đứa trẻ này nó có thể bằng là các vị ấy chăng? Cho nên vì vậy mà phải cần cái sự trợ trưởng. Nên có câu người ta nói là núi cao chờ đá, nhờ đá đất thành, đá đất thành đạo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Nên vậy mà đứa trẻ này còn ngây thơ, những cái học biết đời trước còn lưu lại ở trong cái tàn thức. Nên hôm nay ra đời với lần này là tu tiếp, chứ không phải là Phật xuống cứu độ chúng sinh. Cho nên cần có cái sự trợ duyên của các bậc cao tăng là kỹ trưởng ở trong cuộc đời này. Nên vậy mà người ta sẽ giúp ý kiến nào để cho đứa trẻ mãi mãi là mai mốt đây là thánh hiền. Ta giữ cho đứa trẻ này mãi mãi mai nay sau này đắc đạo để cứu độ chúng sinh. Nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ cái trường hợp bé Như Ý. Trước đây có đệ truyền viết ra cái bài pháp cộng với cái trí thông minh của cháu. Tiếc hồi cái thời 9 tuổi thuộc 48 đời đại nguyện. Không có một vị tăng nào trên thế giới mà không sửng chân mày khi đứa trẻ diễn giảng 48 đời đại nguyện của Đức A Di Đà. Nên lúc đó người ta dồn dập ở trên mạng đây là Bồ Tát xuất thế. Vậy thì em nó sau khi mà đậu bộ lũng củng không có được viết bài tiếp tục, em nó tự sáng tác rồi nói ra kinh, nói ra Phật pháp. Từ ngày đó tới giờ không có một bài pháp nào nổi tiếng hoàn cầu hết. Rồi em năm nay hai mấy tuổi rồi lớn con như người bình thường, đi vào chương trình học vấn rồi nó lấn chiếm những cái thông minh trí huệ mà tu kiếp trước nó mất mẹ hết rồi. Rồi bây giờ quay qua từ thiện. Từ thiện là chuyện nhỏ đối với Phật pháp. Cho nên Đức Phật nói rằng các ngươi giàu có làm từ thiện trái đất này, là quý vị mình cho tiền cho gạo đầy trái đất này đi, quý vị cũng không có giải thoát được. Cho nên chỉ có cái người hiểu được cái tâm Phật và trở về cái tâm Phật, người đó mới hơn hết. Nên vậy mà đối với đạo Phật, trí huệ là quan trọng. Trí huệ mới có đưa đến chỗ là chúng ta là không còn sanh tử, không còn luân hồi. Còn chuyện phước là nếu chúng ta không có trí huệ thì cái phước đó mới đẩy chúng ta kiếp sau làm vua, làm quan, làm tổng thống, chủ tịch nước. Rồi tàn ác nhân lành, nói chung kiếp sau nó đọa 1000 kiếp về sau đau khổ dữ dằn. Nên vậy mà cái diện quan trọng là cái vấn đề trí huệ đi giải thoát. Vậy thì hôm nay tôi thiết nghĩ rằng đối với đứa trẻ này là coi như cần tất cả các YouTube thông tin miền Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận để quay và phổ biến một vị hiền tăng xuất hiện trên cõi thời mạt hạ đi cứu nhân độ thế. Hai là cái vấn đề là coi như đó là cái vị mà độc quyền để mà dìu dẫn đứa nhỏ này đi coi doanh nghiệp của mình, rồi đi ra siêu thị lại cái chỗ ăn chơi chát tán. Cái này vô tình đưa đứa trẻ này một miếng giấy trắng để chậm cho nó vài miếng mực, rồi nó sau này sẽ thành một cái miếng giấy màu đen. Nên Đức Thầy có câu là người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm bởi danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu đạo đức thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Nên vậy mà giờ đây thêm cái nữa là coi như trường hợp mà cha mẹ bước từng lam này, nếu người đi sâu vào giải thoát á, là có một đứa con như thế là nó sẽ đi sâu vào vấn đề lĩnh vực giải thoát. Như vậy thì đứa trẻ này lớn lên nếu nhiễm trần trở lại thì nó cũng bị đi xuống địa ngục luân hồi cũng như bao nhiêu người khác. Rồi cha mẹ đứa trẻ này nếu không tu thì sau này cơ tận diệt sắp tới, chiến tranh nguyên tử nổ cũng banh xác, rồi luân hồi sanh tử cũng như bao nhiêu người khác thôi. Nên vậy mà người biết đạo đó là coi như có đứa trẻ gì là trợ trưởng cho mình. Ăn chay trường mà chẳng những ăn chay trường không, mà ông Đức Thầy còn câu là
chay được tâm chay tâm mới quý trong đạo Phật, quá nên quyền bí gắn trì quá nên quyền bí. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì chay được tâm chay tâm mới quý trong đạo Phật, cho nên quá nên quyền bí, phải chi tầm mới mở được mở tánh linh. Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện một. Có nghĩa là bây giờ đứa trẻ hướng dẫn cô mẹ đó ăn chay trường mà thầy nói chưa đủ đâu, là chay được tánh là ăn chay trường đó, chay tâm mới quý, có nghĩa là lòng từ bi thương chúng sanh như mẹ thương con á, cái đó mới gọi là thật chay. Còn cái vấn đề hướng dẫn mẹ thuộc kinh, thuộc chú Lăng Nghiêm, thuộc Lào, mà chúng ta tụng có phước không? Tụng đắc lạo không? Không đắc lạo và tụng không là không có phước. Có phước là khi nào chúng ta là thật sự tu, cái tâm thanh tịnh, khi đọc bài kinh lên thấu tới mười phương chư Phật cứu con ra khỏi nẻo luân hồi. Chứ còn tụng kinh mà là tư tưởng, nhớ đến tiền, nhớ lập kênh YouTube, đang có câu like, câu view thì thôi. Tụng 1000 bài kinh đi nữa cũng vô dụng. Hỏi vậy chứ ngồi trước Phật mà nghĩ trần gian, hỏi Phật nào rước về Tây Phương. Vậy thì bây giờ là mẹ đứa trẻ này hướng dẫn người mẹ ăn chay trường chưa đủ, mà phải chay được cái tâm là lòng từ bi chan chứa. Thuộc kinh điển chưa phải là đắc đạo, nhưng mà tụng kinh là phải thanh tịnh, tụng kinh là phải hết lòng tha thiết cầu Phật độ mình vượt dòng sanh tử. Như vậy mới thật là cái bài kinh nó có giá trị và cái bài kinh nó có linh nghiệm. Chứ đừng nghĩ rằng thuộc rồi chúng ta đọc thì trả bài cho Phật thôi, chứ phước đức đâu mà sanh. Giống như mấy ông thầy chùa mà đi tụng kinh mướn lấy tiền đó, chưa có không biết đưa ta giải thoát không, chứ cái đám này 5 triệu, 10 triệu tụng cốc cốc, chứ nhớ lại 5 triệu, 10 triệu, 10 triệu không. Vô tình đưa cái người bệnh không tới Tây Phương, tới Tây Ninh ở đó, rồi ông thầy chùa xuống địa ngục đỡ. Là bị gì cái vấn đề là tụng kinh Phật mà làm ma thì hỏi đi đâu. Cho nên Đức Thầy có câu là kinh như sấm ngoài môi, nó tụng đạo si đời bãi lũng gì ai. Nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ đứa trẻ đó phải tự mình là coi như là phải ngồi thiền, tự mình phải niệm Phật thiết tha, tự mình mới nhớ lại tiền kiếp mình tu theo Phật học bao nhiêu kinh điển, còn thiếu những kinh gì, và tiếp tục hành đạo như thế nào đi lên chỗ đắc đạo giải thoát. Như vậy thì nói luôn cha mẹ mình luôn. Như vậy thì tôi thiết nghĩ rằng đối với cái vấn đề cõi trần này, trước đây là không có ai bằng Tổng thống Thiệu đâu, không ai bằng vua Bảo Đại đâu, không có ai bằng cái vấn đề là 12 Trào Nguyễn đâu, Gia Long Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức đâu, và không có ai bằng Tần Thủy Hoàng đâu, và không có ai bằng vua Trụ Kiệt bên kia đâu. Họ có một văn gian sang gấm dốc, họ có một cái của cải là vô tận, và tiền của họ đã chất đầy cả một cái vấn đề quốc gia, và họ ăn nói chung cả ngàn cả triệu món ngon hàng ngày,